Dạ vâng, xin chào quý anh chị khách hàng đã trở lại kênh review xe của Hồng Anh Auto. Ngày hôm nay bên em giới thiệu với quý anh chị khách hàng một chiếc xe 8 chỗ được mang thương hiệu chiếc xe quốc dân của hãng Toyota. Đây chính là chiếc xe Toyota Innova bản G. Chiếc xe này với tuổi đời hơn chục năm, chính xác là 16 năm các bạn ạ. 16 năm rồi mà em nó vẫn giữ được form dáng, và form dáng rất là đẹp, vẫn giữ được form dáng đẹp. Đấy. Máy khỏe, máy chất, máy bốc, nội thất đẹp, nội thất tươi các bác nhé. Đấy. Em nó được mang tên là Innova bản G 2006 các bác nhé. Sơn si đó là màu đen. Đen nhánh luôn, đen xì luôn các bác ạ. Em sẽ quay xung quanh cho quý anh chị và các bạn xem chiếc Innova G 2006 này. Gầm bệ chắc chắn, không mục mọt, máy số bốc các bác nhá. Đấy. Đây, cụm đèn pha của chiếc này thì vẫn là bóng đèn thì đã được bác chủ cũ trang bị với bóng đèn salon các bạn. Đèn salon siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy. Đèn salon siêu sáng luôn thì bác chủ cũ thì đã cũng dán cái đề can mờ này. Đấy. Dán đề can mờ này cho nó cùng với đồng bộ tông xoẹt tông cho với màu sơn si của chiếc xe các bác nhá. Đấy. Đèn salon luôn. Đấy. Đèn chiếu gầm. Đấy, đèn chiếu gầm màu vàng này các bác này. Chiếc xe này thì đời 2006 nhưng đã được lên form 2011 rồi các bác nhá. Đấy. Biển thủ đô 29A72160 các bác nhá. Đó. Đèn salon siêu sáng luôn. Đấy. Các bác ạ. Đăng khám thì vẫn còn rất dài, đến tận tháng 4 năm 2023 các bác nhé. Tất cả tay lắm cửa, lẹp chân kính cũng như là ốp gương đều được ốp mạ chrome hết các bác nhé. Đấy. Được trang bị thêm cả bậc lên xuống này. Đấy. Bậc lên xuống rồi. Bậc lên xuống inox luôn các bác nhé. Đấy. Lốp láp thì vẫn còn tương đối dày các bác nhé. Lốp láp còn tương đối dày này các bác này. Vành đúc. Phanh đĩa, phanh ABS chống bốc cứng ở hai bánh trước các bác nhé. Hai bánh sau thì chỉ là phanh tăng chống thôi các bác. Có rè chắn mưa này, đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy. Lốp láp này vẫn còn dày dặn lắm các bác ạ. Sơn si chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ sơn phủ gần để chống mối mọt các bác nhé. Bác chủ cũ rất là cẩn thận, tay nắm cửa ốp mạ chrome hết đó này. Đây, em sẽ quay cái phần phía nội thất phía bên trong. Nội thất của chiếc xe này thì là nội thất màu kem các bác nhé. Đấy, nội thất màu kem. Thì trần thì cũng được lên trần 6D rồi các bác nhé. Đấy, trần 6D chống tách âm, chống ồn luôn, chống nóng luôn các bác nhé. Đấy, vì là xe gia đình nên bác chủ cũ rất chịu đầu tư, chịu chơi. Đấy. Táp ly cửa rất là đẹp này. Đấy. Phần này thì cũng được ốp này. Đấy. Cũng đã được bác chủ cũ lên như là cái nội thất cũng như của cái trần có nhá. Đấy. 6D luôn. Đấy. Cái này là nhựa vân gỗ này. Rất là đẹp. Đấy. Qua thì chưa. Đấy. Táp ly, táp lô đẹp có nhá. Đấy. Chiếc xe này thì xe tư nhân chính chủ, không qua dịch vụ đâu các nhá, không bị khoan đục. Đấy, nên các bác mua xe phải cứ yên tâm này. Cụm đầu đài thì vẫn là cụm đầu đài của nguyên bản của chiếc xe các bác nhá. Đấy, đầu đài này, điều hòa này, nóng lạnh, hai vùng đầu lọc, bốn cánh cửa gió, điều hòa ở hàng ghế phía trước các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, củ số này, củ số nguyên bản, áo số này, da áo số này. Rất dày dặn nhưng mà sờ này rất mềm các nhá. Đấy. Củ số đẹp. Đây vô lăng này. Đấy, vô lăng vẫn nguyên bản. Hơn chục năm rồi mà nó vẫn giữ được cái nét đẹp của riêng của nó các bác nhá. Đấy. Da rẻ này, da ghế này. Đấy, rất là đẹp. Tapi. Đấy, các bác thấy chưa? Đẹp chưa? Đó. Đây, hộc để kính này. Về kính này, chị em thì có thể để son phấn, đấy, những đồ trang điểm, có nhá, đấy,
cái này nó tuột mất, không sao đấy nhá. Đấy, đẹp chưa? Đó. Đây, bây giờ sẽ quay cái hàng ghế phía đằng sau, móc khóa cửa này. Đấy, ốc bàn này cửa vẫn nguyên bản coi nhá, chưa hề bị tháo mở nó bị ra đâu quá. Đấy, quay ra phía đằng sau. Đấy, cánh cửa hàng ghế thứ hai này, táp ly này, ok chưa? Đấy, bên này cũng vậy, keo chỉ zin các bác nhá. Nội thất này, nội thất căng chưa? Đấy, căng bóng xịn sò, nội thất tươi đẹp, ok chưa các bác? Đấy. Đối với bản G thì có 3 hàng cánh cửa gió các bác nhé, cánh cửa gió điều hòa. Đấy, hàng ghế thứ hai cũng có này, hàng ghế thứ ba cũng có này, đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, đây là cụm đèn hậu phía sau này, đèn hậu thì cũng trong sáng, không bị mờ và đục đâu các bác nhé. Đấy, bản G thêm cái đuôi gió phía sau này, nhìn chiếc xe nó rất trường xe có ấy. Đấy, đây cảm biến lùi đầy đủ hết nhá, cam lùi kế đằng sau này. Đấy, trang bị đầy đủ luôn. À, đây là các ốc đinh táng của nhà sản xuất này, vẫn tròn xe nhá, máng nước sạch sẽ gọn gàng. Đấy, đây, ốc cốp đằng sau này. Đấy, các bác ơi, máng nước sạch sẽ gọn gàng. Đây, đây là những cái đồ kích lốp à, kích ở phía để trong đây có nhá. Đó, đây hàng ghế thứ ba này có này, cánh cửa gió điều hòa này, đầy đủ luôn các bác nhá, rất là đẹp cho chiếc Innova đời 2006 này. Đấy, đây cái phần này là vẫn là da nguyên bản này, các bác nhìn này, thấy các bác phải sờ với cảm nhận da nó dày nhưng mà rất mịn các bác nhé. Đấy, Innova lắp bình xăng này. Đấy, lốp đáp thì còn rất dày các bác nhé. Đấy, táp ly này, em sẽ quay chi tiết từng bộ phận, từng cánh cửa cho quý chị và các bạn cảm nhận. Đấy, chiếc xe này thì bên em cam kết là xe đẹp, máy số chất, máy số bốc, cam kết xe không tai nạn, không đâm đụng, không gặp nước các nhé, pháp lý thì bảo hành trọn đời luôn. Đấy, các bác mua xe thì bên em thì cứ yên tâm chị ạ. Đây chị ạ, sắp Tết rồi thì các bác mua chiếc xe này để đi gia đình, để chở gia đình đi chơi, đi du lịch cả gia đình đi chiếc xe này thì rất là rộng rãi các bạn, rất rộng rãi, rất ok. Động cơ 2.0 thì cũng nhiên liệu cũng bình thường thôi. Đấy, khi chúng ta mua chiếc xe thì cũng không quan trọng gì đến nhiên liệu nhất gì hết, cũng không quan, vì nó cũng là những chiếc xe bình thường thôi mà, không phải là dòng xe tốn nhiên liệu, nên chúng ta không phải nặng nề quá gì vấn đề nhiên liệu có nhé. Đấy, để mở cái khoang động cơ này. Đấy, cơ 2.0 Innova các bác nhé. Đấy, khoang máy thì rất là ok chứ. Bác chủ cũ thì cũng rất là chịu khó chăm xe, nên cái khoang động cơ này thì bên em mua đẹp sẵn bán, về không phải dọn dẹp rửa giếc gì nữa các bạn. Đấy, máy số chất, máy số bốc, keo chỉ ấy. Đấy, keo chỉ đây quá nhá, em quay này. Đấy, quay này thì các bác cũng cảm nhận được những cái lỗ này, lỗ của nhà sản xuất này vẫn tròn xe các bác nhá. Nếu chiếc xe nào mà nó đã bị va chạm thì những cái lỗ của nhà sản xuất này nó sẽ bị méo, bị biến dạng các bạn. Đấy, chúng ta nhìn bằng mắt thường thì chúng ta cũng phân biệt được thôi. Đấy các bạn, thì vừa rồi em Thành Hoàng Bách Auto thì cũng đã quay chi tiết phần nội thất cũng như ngoại thất của chiếc Innova G đời 2006 này. Thì quý anh chị khách hàng nào muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi cho em Thành theo số hotline 0848539222 và 0587393456 để được em Thành tư vấn và hỗ trợ về chiếc Innova G đời 2006 này các bác nhé.
Giá đề xuất bên em chào bán là 235 triệu. Giá này thì có thương lượng, có bớt cho quý anh chị nào thiện chí. Đấy, các bác nhé, chúng ta cứ ưng về xe đi rồi chúng ta sẽ thương lượng về giá. Đấy, giá có bớt, bớt đến khi nào có mua được xe thôi các bác nhé. Còn bây giờ em xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.